Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết quân đội Nga sở hữu những hệ thống vũ khí công nghệ cao, vượt trội so với các đối thủ cạnh tranh, song không lạm dụng những ưu thế đó để đe dọa bất kỳ ai. Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo vũ khí siêu âm liên lục địa của nước này hiện đang trong phiên chế trực chiến. Trong bài phát biểu của ông Putin tại phiên họp toàn thể của Diễn đàn Tuần lễ Năng lượng Nga, người điều hành thảo luận về đề tài ổn định chiến lược đã lưu ý đến thành tựu mới của Nga, sáng chế loại vũ khí siêu vượt âm chính xác, bay với tốc độ Mach 3. Tuy nhiên, ông Putin khẳng định Mach 3 là loại vũ khí siêu âm đang được sáng chế ở Mỹ, còn hệ thống của chúng tôi bay với vận tốc trên Mach 20. Đó không chỉ là thuần túy là tên lửa siêu vượt âm, mà là tên lửa liên lục địa. Và bây giờ các tên lửa đó đang trong phiên chế trực chiến ở Nga. Theo ông Putin, hệ thống tương tự cũng đang được phát triển ở các nước khác. Ông Putin lưu ý, ở đây chẳng có gì bất thường. Các quân đội công nghệ cao trên thế giới sẽ có những hệ thống như vậy, sẽ có và trong tương lai gần. Nga có những loại vũ khí công nghệ cao, thậm chí là đầu tiên trên thế giới, vượt hơn các đối thủ cạnh tranh cơ bản mà trong trường hợp này là Mỹ. Nhưng Moscow không lạm dụng ưu thế đó, không đe dọa bất kỳ ai. Nhà lãnh đạo Nga bày tỏ, thật đáng tiếc, hiện nay đang diễn ra cuộc chạy đua vũ trang. Cuộc chạy đua bắt đầu sau khi Mỹ rút khỏi Hiệp ước Phòng thủ tên lửa. Tổng thống Nga lưu ý rằng, bây giờ, Nga sẵn sàng tiến hành cuộc đối thoại mang tính xây dựng với Mỹ về vấn đề này. Trong sự kiện về tuần lễ năng lượng Nga mới đây, Tổng thống Vladimir Putin đã nêu quan điểm về vấn đề Biển Đông. Ông đã đánh giá Trung Quốc là một nền kinh tế hùng mạnh và có thể thực hiện các mục tiêu của mình mà không cần sử dụng vũ lực. Theo suy nghĩ của chúng tôi, Trung Quốc không cần sử dụng vũ lực. Trung Quốc là nền kinh tế khổng lồ hùng mạnh và đã nổi lên là nền kinh tế hàng đầu thế giới, về sức mua tương đương, vượt qua cả Mỹ. Tôi không thấy khả năng Trung Quốc đại lục sẽ sử dụng vũ lực để giải quyết tình hình với Đài Loan. Lập trường của Nga là cần tạo cơ hội cho tất cả các nước trong khu vực, không có sự can thiệp của các cường quốc ngoài khu vực. Giải quyết mọi tranh chấp phát sinh, bình tĩnh trong quá trình đàm phán, dựa trên các quy tắc cơ bản của luật pháp quốc tế. Ngày 26 tháng 8, Tân Hoa Xã đăng tải bản tin về cuộc điện đàm giữa ông Putin và Chủ tịch Trung Hoa Tập Cận Bình về Biển Đông. Trong khi Tân Hoa Xã đưa tin Nga ủng hộ lập trường của Trung Quốc trên Biển Đông, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga đã khẳng định lập trường của Moscow nhất quán và không thay đổi là giữ lập trường trung lập và không đứng về bên nào trong tranh chấp Biển Đông. Hải quân Mỹ ngày 16 tháng 10 đưa ra thông cáo cho hay thông tin của Bộ Quốc phòng Nga về việc tương tác giữa tàu chiến ở hai nước là sai. Phía Nga trước đó đã cho rằng tàu khu trục USS Chaffee của Mỹ đã tiếp cận lãnh hải Nga và tìm cách xâm hại lãnh hải tại khu vực vùng Viễn Đông của Nga và Nhật Bản. Ngay lập tức, Nga đã điều tàu chống ngầm Đô đốc Tribus áp sát tàu chiến Mỹ ở khoảng cách 60 mét để ngăn chặn tàu này tiếp cận lãnh hải, đồng thời cảnh báo rằng tàu Mỹ đang hướng về khu vực cấm tàu thuyền quốc tế, nơi Nga và Trung Quốc tập trận bắn đạn từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 10. Tuy nhiên, hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ cho biết tàu USS Chaffee đang tiến hành hoạt động thường xuyên ở vùng biển quốc tế và đang chuẩn bị cho máy bay cất cánh thì tàu Nga tiếp cận. Theo đó, sự tương tác giữa hai tàu là an toàn và chuyên nghiệp. Đài Loan đang là vấn đề nhạy cảm nhất trong quan hệ song phương giữa Washington và Bắc Kinh. Mối liên hệ giữa hòn đảo này và Trung Quốc đại lục nối lại vào cuối những năm 1980. Mỹ đã công khai ủng hộ chính quyền Đài Bắc. Các tàu chiến Mỹ thường xuyên ra vào trong eo biển Đài Loan. Gần đây, Mỹ nêu ra thông báo sẽ tiếp tục tuân thủ các cam kết của mình với Đài Loan và giúp chống lại các mối đe dọa do Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc gây ra. Thư ký báo chí của Nhà Trắng bà Jen Psaki tuyên bố điều này trong một cuộc họp báo ngắn vừa qua. Theo bà, cam kết của Hoa Kỳ với Đài Loan được quyết định bởi nhu cầu trì hoãn hòa bình và ổn định ở eo biển và ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Cách tiếp cận của chúng tôi và mối quan hệ của chúng tôi trong lĩnh vực quốc phòng của Hoa Kỳ được điều chỉnh bởi đạo luật quan hệ Đài Loan năm 1979 và chúng tôi sẽ thực hiện các nghĩa vụ của mình theo đạo luật đó. Trước đó, bà Thái Anh Văn cho biết Đài Loan sẵn sàng ứng phó với mối đe dọa từ Trung Quốc và sẽ bảo vệ lối sống dân chủ của mình. Bà tuyên bố rằng hòn đảo này sẽ không hành động hấp tấp nhưng sẽ tăng cường phòng thủ để không ai có thể buộc Đài Loan đi theo con đường Trung Quốc vạch ra. Một thông tin đáng chú ý khác. Liên minh châu Âu mới đưa ra tuyên bố coi mình là một đối thủ chính thức ở Bắc Cực và dự kiến tham gia vào việc xây dựng các quy tắc cho khu vực này. Liên minh châu Âu cho rằng Bắc Cực có lợi ích chiến lược và sự xuất hiện của EU cũng thường nhật ở khu vực này. Sự tham gia của EU vào các vấn đề Bắc Cực là điều cần thiết trên phương diện địa chính trị. Bruxelles đã từ bỏ những nỗ lực không thành công để có được tư cách quan sát viên trong Hội đồng Bắc Cực và thay đổi chiến thuật, quyết định hành động thẳng thắn hơn. Hội đồng nói trên bao gồm 8 quốc gia,
trong đó có Nga. Nước này sau khi bị áp đặt lệnh trừng phạt vào năm 2014 đã phủ quyết việc kết nạp thêm thành viên mới vào tổ chức nói trên. Phía Nga đánh giá tuyên bố của Liên minh châu Âu về Bắc Cực là một nỗ lực sắm vài con voi trong cửa hàng đồ sứ. Bắc Cực chứa 30% tổng lượng khí đốt chưa được thăm dò và 13% trữ lượng dầu mỏ trên thế giới. Tuyến đường biển phía Bắc, con đường thương mại ngắn nhất từ châu Âu đến châu Á, chạy qua vùng biển Bắc Cực. Khi băng tan, tuyến đường này sẽ trở thành một tuyến giao thông hấp dẫn, có thể so sánh với kênh đào Suez hoặc kênh đào Panama. Mỹ bác cáo buộc của Trung Quốc về việc giấu thông tin tàu ngầm đâm vật thể lạ ở Biển Đông. Phát biểu tại buổi họp báo ngày 12 tháng 10, phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby cho rằng cáo buộc của Trung Quốк là vô lý. Tàu ngầm hạt nhân Shipwreck USS Connecticut SSN-22 đã va phải một vật thể chưa xác định khi di chuyển ở Biển Đông trong ngày 2 tháng 10, làm 11 thủy thủ trên tàu bị thương. Nhưng mãi sau 5 ngày, Hải quân Mỹ mới công bố thông tin về sự cố va chạm này. Đây là động thái khiến cho phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên lên tiếng chất vấn, đòi Mỹ công bố thông tin chi tiết hơn. Đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc yêu cầu Mỹ làm rõ thông tin về chính xác vị trí nơi xảy ra sự việc, ý định điều hướng, các diễn biến chi tiết, vật thể mà tàu ngầm đã đụng phải, liệu vụ va chạm có gây rò rỉ hạt nhân hay tổn hại môi trường biển hay không. Ông Triệu Lập Kiên còn cho rằng nguyên nhân sâu xa của vụ va chạm lần này là do Mỹ gây rối ở Biển Đông dưới vỏ bọc tự do hàng hải. Australia hợp tác với NASA để đưa tàu thám hiểm tự chế lên mặt trăng. Ngày 12 tháng 10, Thủ tướng Australia Scott Morrison đã công bố một thỏa thuận với Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ NASA để lần đầu tiên đưa một tàu thám hiểm do Australia sản xuất lên mặt trăng sớm nhất vào năm 2026. Dựa trên thỏa thuận, các doanh nghiệp và nhà nghiên cứu của Australia sẽ giúp phát triển phương tiện được sử dụng cho sứ mệnh thám hiểm mặt trăng trong tương lai. Tàu thám hiểm bán tự động của Australia sẽ có nhiệm vụ thu thập mẫu đất trên mặt trăng, được cho là có chứa oxy như quan sát của NASA trước đó để nghiên cứu. Các nhà khoa học chỉ ra rằng, việc tìm kiếm một nguồn oxy trên mặt trăng là rất quan trọng để thiết lập sự hiện diện lâu dài của con người và hỗ trợ các sứ mệnh thám hiểm sao hỏa trong tương lai. Trước đó, chính phủ Australia đã công bố khoản kinh phí 35 triệu đô la Mỹ dành cho sáng kiến từ mặt trăng đến sao hỏa để giúp đưa tàu thám hiểm lên hai hành tinh này. Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết sáng kiến sẽ là cơ hội để Australia thành công trong lĩnh vực công nghệ vũ trụ toàn cầu. Đầu đạn siêu vượt âm Triều Tiên lộ diện. Triển lãm phát triển quốc phòng năm 2021 khai mạc tại thủ đô Bình Nhưỡng hôm 11 tháng 10 nhằm kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên. Đây được đánh giá là sự kiện chưa từng có tiền lệ với sự xuất hiện của những vũ khí hiện đại nhất trong biên chế Triều Tiên hoặc đang được thử nghiệm. Điểm nhấn của triển lãm là khu trưng bày tên lửa đạn đạo tầm xa với các mẫu tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hoa Song 12, Hoa Song 17 và tên lửa siêu vượt âm Hoa Song 8, đánh dấu lần đầu tiên nước này công khai hình ảnh của vũ khí mới phóng thử hồi tháng trước. Hình ảnh do truyền thông nhà nước Triều Tiên công bố cho thấy tên lửa Hoa Song 8 được gắn đầu đạn nhọn màu cam, hé lộ hình dáng rõ nhất về đầu đạn siêu vượt âm mà Bình Nhưỡng tuyên bố thử thành công hồi tháng 9. Trong bức ảnh được truyền thông Triều Tiên công bố, đầu đạn siêu vượt âm có mặt dưới phẳng và vát lên trên, trong khi mặt trên có dáng cong tròn. Tương đồng với nhiều nguyên mẫu đầu đạn lướt siêu vượt âm đang được một số cường quốc thử nghiệm. Phương tiện này được trang bị hai cánh lái ở hai bên sườn, cùng cánh đuôi ở mặt trên và mặt dưới quả đạn. Ngoài ra, chưa có thêm bất kỳ thông tin và hình ảnh nào về tên lửa Hoa Song 8. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại!